Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thực tế chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là bản tin từ quốc tế. Liên hiệp quốc thúc giục các quốc gia giúp đỡ cho người tị nạn Rohingya sau khi có hàng trăm người đã đổ bộ lên trên mảnh đất của Indonesia. Bản tin từ Indonesia cho biết là Liên hiệp quốc và cơ, cao quỹ tị nạn của quốc gia của tổ chức này tức là UNHCR đã lên tiếng thúc giục các quốc gia trong ngày thứ ba là hỗ trợ cho người hồi giáo Rohingya à, sau khi có một cái cuộc đắm thuyền khiến cho 20 người đã bị thiệt mạng và hàng trăm người khác đã đến được bến bờ của Indonesia trong vài tuần lễ sau khi mà họ vượt qua cái Ấn Độ Dương gần 500 người Rohingya đã đến được bờ biển của Indonesia trong vòng 6 tuần lễ qua và hầu như là họ đang nằm trong tình trạng bị à, đói và khát cũng như là lên đênh trên biển. Theo bản tin từ ngày thứ hai cho biết thì à, đây được xem là cái năm tử vong nhiều nhất cho những người tị nạn Rohingya khi đào thoát ra khỏi miếng điện. Một số người khác thì đang tìm cách đào thoát tới Bangladesh ở trại tị nạn tại đây và một chiếc tàu ít nhất là cà mang theo 180 người đã bị đắm ở đầu tháng 12 và trong đó gần như là gia tăng cái uh, sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Rohingya được xem là một cộng đồng nhỏ ở tại Miến Điện à, và trong đó thì trong mấy năm nay họ đã bị bức hại khá nhiều bởi chính quyền quân phiệt của Miến Điện và nhiều người trong số này đã đào thoát tới Thái Lan, Bangladesh, Malaysia, Indonesia từ giữa tháng 11 năm ngoái cho tới tháng 4 năm nay và gần như là trên một triệu người đã sống trong tình trạng gặp là khó khăn ở tại Bangladesh và trong đó bao gồm luôn hàng trăm ngàn người đã tìm cách đào thoát sau khi mà có sự đàn áp giả mang của chính quyền quân Việt từ năm 2017 Và trong đó gần như họ đã bị từ chối và không được thừa nhận là người miễn điện Bản tin mới nhất từ ở AC cho biết thì uh, trong ngày thứ hai đã có 174 người Rohingya Hầu hết là những người uh, đang bị đói khát, đang cần sự chăm sóc y tế Sau khi mà họ được phát hiện trên bờ biển của Indonesia Đây được xem là một trong những cái... Uh, Cuộc khủng hoảng nhân đạo diễn ra ở khu vực Ấn Độ Dương sau khi mà những người Rohingya tìm cách đào thoát khỏi biên Điện. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới thời sự quốc tế. Trong khi đó thì liên quan tới tình hình của Âu Châu ngày hôm nay, ông Zelensky và tổ chức quỹ thế giới là BlackRock đã bắt đầu thảo luận về việc mà gọi là tái xây dựng Ukraine. Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky cho biết chính quyền của ông ta đang chuẩn bị làm việc với lại cái diễn đàn kinh tế thế giới ở tại Davos vào tháng tới. Trong đó ông là một lần nữa yêu cầu cái là lãnh đạo của công ty Blackrock là Larry Fink là có thể hỗ trợ cho Ukraine trong lúc mà tái xây dựng lại quốc gia này đặc biệt là trong diễn đàn này thì các công ty sẵn sàng giúp đỡ cho Ukraine tái cấu trúc lại và với cái ngân quỹ để mà tái cấu trúc lại quốc gia của chúng tôi ông Zelensky đã phát biểu như trên qua một cái cú điện thoại bằng video với lại ông phiên vào hồi tháng 9 và trong đó ông nói rằng là những gì đang diễn ra hiện nay thì có thể sẽ kết thúc cuộc chiến sớm năm 2023 và việc tái xây dựng Ukraine là điều cần thiết ngoài ra ông Jenky cho biết ông cũng đã nói chuyện với lại thủ tướng của Ý là bà Georgia Maloney trong đó ông ca ngợi sự đóng góp của Ý trong việc hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine bên cạnh đó thì phía của nga vẫn tiếp tục bắt đầu đưa ra những cái điều kiện mà được xem là trói buộc đối với ukraine và kể cả việc mà ukraine có những cái thiện chí thì nga nói rằng họ vẫn duyệt xét việc mà có nên thỏa thuận hòa bình với lại phía của ukraine hay không đó là một điều cần được xét lại và cùng một lượt thì bản tin mới nhất từ ở phía nga cho biết là lãnh đạo của một cái phòng nghiên cứu về chất độc của nga đã bị đuổi việc sau khi mà chỉ trích liên quan tới cuộc chiến tại Ukraine. Bản tin mới nhất từ ở Nga cho biết à, tư lệnh có tên là Eduard Senovosev đã người đã à, chịu trách nhiệm trong cái cơ quan đặc trách về nghiên cứu các cái hóa chất và chất độc hại của cơ quan mật vụ của Nga à được xem là một trong những nhân vật khá quyền lực đã có những hành động à, cho à, chống lại cái à, chỉ trích cuộc chiến tại Ukraine và ông đã bị sa thải bản tin từ ở phía nga cho biết thì ông senovoshev được biết với cái tên gọi là poisoner in chief tức là người đứng đầu của cái ngành, cái ngành mà đầu độc của nga và được xem là nhân vật thân cận với ông vladimir putin đã sống đã lên tiếng và đã chỉ trích mạnh mẽ về cuộc chiến này nguồn tin cho biết là ông đã bắt đầu có những cái hành động được xem là phản đối cái chiến dịch quân sự của ông putin ở tại ukraine tuy nhiên thì ông vẫn giữ một chừng bậc nào đó và giờ đây thì uh, điện Kremlin cho biết là đã uh, cho xóa khỏi cái uh, chức vụ của ông ta bởi vì ông ta đã có những hành động thiếu trung thành với nhà nước nga cơ quan FBFSP tức là cơ quan mật vụ của nga được xem là đứng đầu ở trong cái uh, tình trạng gọi là uh, hoạt động gián điệp và đây được xem là một cơ quan có nhiều cái uh, đơn vị mà trong đó có khả năng đầu độc và có khả năng tấn công những uh, giới chức tình báo khác trong khi đó thì uh, F SB cho biết là ông Sinovosev vẫn không còn làm việc trong vai trò là lãnh đạo của các cái phòng nghiên cứu về chất độc của Nga và ông này 52 tuổi được biết là ông ta sẽ về hưu sớm trong cái công việc của ông ta thì ông ta là người trực tiếp đã liên can tới cái vụ đầu độc với nhà lãnh đạo đối lập là Alexei Navalny vào năm 2020 khi mà ông ta còn là người đứng đầu của cái phòng nghiên cứu chất độc này đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới mới nhất liên quan tới tình hình của Nga nơi mà đang có cái uh, cuộc gọi là đấu tranh quyền lực giữa một phía là chống lại cái tình trạng gọi là uh, chống lại cái tình trạng cuộc chiến của ông Putin tại nhà Ukraine và một phía thì ủng hộ và tuyệt đối trung thành với ông Putin Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nga ngày hôm nay Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì Hoa Kỳ cho biết họ sẽ gia tăng nỗ lực ngăn chặn Iran cung cấp nguồn tròn cho phía của Nga Bản tin mới nhất cho biết chính quyền của Joe Biden đang gia tăng các nỗ lực để ngăn chặn Iran à, sản xuất và gửi các cái drone của họ tới cho Nga sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine, bao gồm luôn việc gây khó khăn cho Nga trong việc mà họ, họ sử dụng các cái loại drone có tên gọi là kamikaze à, và đây là những cái drone mà Nga đã sử dụng trong chiến trường của Ukraine và có một số drone đã bị bắn rơi bởi lực lượng của Ukraine trong một cuộc à, phối hợp mới nhất của Hoa Kỳ liên hiệp Âu Châu và một số quốc gia tại Trung Đông trong mấy tuần lễ gần đây thì phía hoa kỳ cho biết là họ đã gia tăng nỗ lực để mà tiếp tục à, duy trì các quốc gia tây phương ngăn chặn việc mà John có thể à, được chở ra khỏi iran và đưa tới nước nga trong đó cho thấy rằng họ sử dụng kỹ thuật và có một số những cái à, phụ tùng ở trong đó đã được sử dụng bởi các cái kỹ thuật của hoa kỳ theo tường trình của tờ new york times cho biết à, người phát ngôn viên của hội đồng an ninh quốc gia là andrian watson cho biết rằng chính quyền đã lên tiếng và đã thúc giục các công ty kỹ thuật của Hoa Kỳ là phải ngăn chặn việc cung cấp các cái nguồn chip điện tử và các cái phụ tùng của họ để Iran có thể mua qua một quốc gia thứ ba và trong đó họ chế tạo các cái tròn và cung cấp cho phía của Nga. Lực lượng quân sự của Ukraine cho biết họ đã, đã nhận được sự giúp đỡ của quân đội Hoa Kỳ trong việc mà bắn các cái tròn của Iran để mà có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga nhắm vào các hạ tầng cơ sở của Ukraine và hiện nay thì phía Hoa Kỳ cho biết họ sẽ nỗ lực và làm việc với các công ty kỹ thuật và các công ty sản xuất các cái phụ tùng là phải chắc chắn rằng những cái phụ tùng và những cái kỹ thuật này không thể chuyển cho một quốc gia thứ ba nào mà họ nghi ngờ là có thể cho chuyển cho Iran để chế tạo các cái drone và trong đó họ sẽ cung cấp cho chiến trường của Ukraine của cho Nga Hiện nay thì phía Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ đã gia tăng áp lực rất nhiều. Trong khi đó thì phía Iran vẫn lên tiếng bác bỏ cho rằng là họ đã cung cấp cái nguồn tròn cho Nga và những cái tròn được phát hiện trên chiến trường của Ukraine. Thì phía Iran nói rằng đây là những cái tròn mà họ đã cung cấp cho Nga trước khi cuộc chiến bắt đầu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Brazil đã phải hủy bỏ việc gia hạn cái uh, luật thuế liên bang đánh vào ngành dầu khí sau khi mà ông tổng thống uh, Bolsonaro chuẩn bị rời khỏi nhiệm kỳ. Bản tin mới nhất cho biết chính quyền của ông Tổng thống Bolsonaro, người sắp sửa rời khỏi nhiệm kỳ, đã phải đầu hàng với cái dự tính là sẽ gia tăng việc cắt giảm thuế đánh vào ngành năng lượng, à, đặc biệt là theo yêu cầu của phía chính quyền mới là ông à, Lu, à, ông Lula da Silva à, được xem là một trong những nhân vật được xem là thúc đẩy cái chính sách về việc mà gọi là tiếp tục duy trì mức thuế đối với những ngành năng lượng gọi là. À, à, hóa thạch và nhiên liệu hóa thạch. Trong đó thì à, việc cắt giảm này vốn đã được cam kết trước đây sau khi mà giá dầu thô đã tăng cao hồi mùa hè và nó sẽ hết hạn vào ngày 31 tây tháng 12. Trong đó thì chính quyền mới của ông Lula đã lên tiếng và yêu cầu chính quyền của ông Bolsonaro là phải à, duy trì cái mức thuế này và không thể cắt giảm thuế hơn. Trong khi đó thì à Bản tin mới nhất từ ở Brazil cho biết thì các cái thuế đánh vào cái khí đốt thiên nhiên, xăng và kể cả một số những cái loại khí đốt để dùng để nấu nướng cho biết rằng đã gia tăng trong năm nay ở mức là 5.9% và điều này khiến cho người dân Brazil đã phải chịu đựng cái mức thuế khá cao. Brazil năm 2023 cái tài khoá của họ sẽ tìm cách cắt giảm ít nhất là cái chi phí lên tới 10 tỷ Mỹ Kim để mà giảm tất cả những cái hoạt động của chính phủ và trong đó duy trì mức thế để thâu thêm cái tiền cho chính phủ có thể hoạt động trong cái ngân sách quốc gia. Đây được xem là một trong những cái quyết định mới của chính quyền ông Bolsonaro mặc dù đang có sự đối đối đầu với lại tân tổng thống là Lula, một nhân vật cực tả của Brazil đã đắc cử tổng thống trong năm nay. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Brazil ngày hôm nay cùng một lượt liên quan tới khu vực bắc mỹ ngày hôm nay tổng thống của mexico đã yêu cầu các cư dân là nên từ chối những món quà của những thành phần băng đảng buôn ma túy tổng thống của mexico đã xuất hiện trên đài truyền hình ngày thứ ba à, trong việc mà chúc mừng lễ giáng sinh cũng như là ngày lễ à, đầu năm mới và trong đó ông kêu gọi người dân của mexico là không nên nhận bất cứ một món quà nào của các thành phần băng đảng đặc biệt là những thành phần băng đảng buôn ma túy à, để à, có thể à, giảm đi thế lực của các băng đảng này đặc biệt là những thành phần trong cái ba nhóm băng đảng nổi tiếng tại mexico có tên là chalisco ông à, Andre Emmanuel Lopez Obrado đã xác nhận rằng những thành phần bản đảng buôn ma túy này đang tìm cách mỹ dân bằng những món quà của họ trong mùa lễ của cuối năm và trong đó ông nói rằng chính quyền đang nỗ lực làm việc để mà hỗ trợ và thay đổi đời sống của những người dân ở Mexico ở khu vực nông thôn nơi mà được xem là đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thành phần băng đảng và trong đó ông nói rằng cần phải ngăn chặn tất cả những cái uh, hoạt động của băng đảng và ra lệnh cho lực lượng vệ binh quốc gia là phải tăng cường việc mà chống lại cái uh, đường dây băng đảng buôn ma túy tại đây. Các giới chức cho biết rằng có rất nhiều những món quà hầu hết là những cái đồ chơi trẻ em mà nhóm băng đảng này đã mua một cách khổng lồ và đang gửi ra cho tất cả các gia đình của cư dân ở những khu vực tiểu bang được xem là nằm dưới sự thống trị của băng đảng, đặc biệt là băng đảng Jalisco được xem là một trong những băng đảng có, có tiếng tại Mexico và luôn có những cái hành động được xem là mỹ dân bao gồm những cái tiền cho các dân nghèo cũng như là quà cáp cho các cháu thiếu nhi. Đây được xem là lời phát biểu khá mạnh của ông López Obrador và ông nói rằng việc mà nhận các cái quà Christmas của băng đảng này là cho thấy rằng là những tiểu bang ở những tiểu bang nghèo khó của Mexico bao gồm luôn tiểu bang có tên là Tamaulipas nơi mà được xem là có ảnh hưởng rất nặng nề của những băng đảng buôn ma túy. Đây được xem là một trong những cái nỗ lực của ông Obrador trong việc chống lại các cái thế lực của những băng đảng ở tại Mexico và đã được sự ủng hộ của chính quyền Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của um, Bắc Mỹ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới vùng Bắc Mỹ ngày hôm nay, cơ quan quan thuế và tuần tra biên giới đã tịch thu tất cả những sản phẩm của những công ty của Trung Quốc bị cáo buộc là đã có sử dụng cái lực lượng cưỡng bức lao động tại Bắc Hàn. Cơ quan đặc trách về quan thuế và bảo vệ biên giới gọi tắt là CBP loan báo ngày thứ ba họ đã tịch thu rất nhiều những sản phẩm từ ít nhất 3 công ty của Trung Quốc mà trong đó cáo buộc rằng những công ty này đã sử dụng cái lực lượng à, lao động từ Bắc Hàn và cưỡng bức lao động tại đây và dưới áp lực của chính quyền liên bang để mà ngăn chặn tình trạng mà các công ty sử dụng cái nguồn lao động bị cưỡng bức để mà xuất cản qua Hoa Kỳ. Cơ quan CPP cho biết cuộc điều tra này cho thấy ba công ty gồm có công ty Ching De Trading, à, rich Sing Food và công ty thứ ba là công ty Ji Chan Sunrise Garment Company. Đây là ba công ty đã bị cáo buộc đã sử dụng cái nguồn lao động bị cưỡng bức tại Bắc Hàn. Khi mà họ cung cấp cái nguồn cung cấp về các cái phương tiện và kể cả nguyên liệu trong cái thị trường của Hoa Kỳ Và nó vi phạm trầm trọng vào cái đạo luật có tên gọi là CAATSA Tức là đạo luật này có tên gọi là Countering American Adversary Through Sanction Act Đây là một cái đạo luật đã được thông qua từ năm 2017 Trong đó là sẽ trừng phạt và tịch thu tất cả các cái tài sản của những công ty nào mà sử dụng cái nguồn lao động cưỡng bức và trong đó Bắc Hàn đã có hành động cưỡng bức lao động với những công dân của họ đặc biệt là những người đã bị kết tội trong xã hội của Bắc Hàn và CPP cho biết rằng những sản phẩm này đến từ ba công ty của Trung Quốc và đã cập vào các bến cảng của Hoa Kỳ từ ngày 5 tây tháng 12 và trong đó trong một cả thông cáo báo chí họ đưa ra vào ngày 27 tây và để thực hiện đạo luật c -A -E t s cpp đã cho tịch thu tất cả những cái sản phẩm của những cái công ty này khi cập vào bến cảng của hoa kỳ trong đó có bằng chứng cho thấy rằng họ đã sử dụng các cái nguồn lao động bị cưỡng bức ở tại Bắc Hàn nơi mà Bắc Hàn đang có cái một số những công nhân của họ bị cưỡng bức qua Trung Quốc để làm trong các công xưởng trong cái tình trạng gọi là điều kiện khó khăn và khắc nghiệt và tình trạng cưỡng bức lao động này là một hệ thống và chúng ta chúng ta cần phải ngăn chặn không để cho Bắc Hàn có thể sử dụng cái nguồn tiền lại khai thác từ những người bị cưỡng bức lao động để tăng cường cho cái chương trình hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia của họ và đồng thời có những hành động vi phạm nhân quyền. Đây được xem là một trong những thông cáo mới nhất của cơ quan đặc trách về tuần tra biên giới của Hoa Kỳ. Theo tường trình cho biết năm 2018 thì Bắc Hàn đã có hành động cưỡng bức và các cái nhân công lao động của họ ở hàng chục quốc gia khác và Trung Quốc và Nga dường như là hai đối tác chính của Bắc Hàn khi mà Bắc Hàn đưa cái lực lượng lao động qua đây và cưỡng bức lao động đối với họ. Đây được xem là một trong những cái thông cáo mới nhất của phía cơ quan đặc trách về tuần tra biên giới của Hoa Kỳ cho biết và ba công ty của Trung Quốc đã nằm trong danh sách là bị tịch thu tất cả những hàng hóa của họ khi mà những hàng hóa này được xem là đã nhập cảnh vào trong các cái bến cảng của Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình thời sự của Hoa Kỳ và của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay Trong bản tin thời sự hàng đầu của tờ South China Morning Post Tức là tờ Bưu điện Hoa Nam cho biết Các quốc gia tại Đông Nam Á đã bắt đầu tăng cường cái việc mà sở hữu các cái tiền tuyển đỉnh Và có đơn đặt hàng giữa lúc mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đang có sự đối đầu căng thẳng trên khu vực ở biển Á Châu Thái Bình Dương các quốc gia tại đông nam á đã gia tăng cái tầm nhìn của họ về việc sở hữu và phát triển các cái tiềm tỉ đỉnh cần thiết cho việc bảo vệ an ninh cho họ và thay đổi về cái ý thức hệ chính trị ở tại đây tuy nhiên một số nhà phân tích cho rằng điều mà tăng cường tiềm tỉ đỉnh này là là hữu lý và cần thiết trong lúc mà Hoa Kỳ đang có cuộc đối đầu gay gắt với Trung Quốc trên khu vực ở Á Châu Thái Bình Dương. Giữa lúc khu vực này các quốc gia gồm có Indonesia, Malaysia, Singapore, Việt Nam và Miến Điện đã có những cái tiềm chỉ đỉnh. Trong khi đó thì Thái Lan và Philippines cũng đang trong tiến trình tìm cách sở hữu được tiền tiêu đỉnh đầu tháng này thì singapore cho biết là họ đã có một cái uh, giai đoạn mới để phát triển các cái tiền tiêu đỉnh nhằm có thể uh, uh, hỗ trợ cho phía của singapore có được cái khả năng hải quân mạnh hơn và sẽ sử dụng các cái máy móc và các cái động cơ từ phía nước đức trong khi đó thì thủ tướng của singapore là ông lý hiển long cho biết là quốc gia này sẽ bắt đầu phát triển cái việc chế tạo tiềm thủy đỉnh và lực lượng hải quân của họ có khả năng sẽ gìn giữ tất cả những cái sở hữu trên mặt biển cùng một lượt thì trong bản báo cáo mới nhất và các quốc gia mà được xem là sở hữu tiềm thủy đỉnh à, được xem là nguyên tử ở tại trên thế giới thì có gồm 6 quốc gia trong đó đứng đầu là Hoa Kỳ với tổng cộng 68 cái tiềm thủy đỉnh nguyên tử đứng nhì là Nga với 29 cái tiền tiêu đỉnh nguyên tử Đứng thứ ba là Trung Quốc với 12 cái tiềm tiêu đỉnh nguyên tử Đứng thứ tư là Anh 11 cái tiền tiêu đỉnh nguyên tử Đứng thứ năm là Pháp với 8 tiềm tiêu đỉnh nguyên tử Và đứng thứ sáu là duy nhất Ấn Độ chỉ có một cái tiềm tiêu đỉnh nguyên tử Trong khi đó thì phía của tờ South China Morning Post cho biết là phía Việt Nam trước đây năm 2009 đã đặt mua 6 cái tiềm tiêu đỉnh kilo từ phía của Nga tuy nhiên đây chỉ là những cái tiềm thủy tì đỉnh về chạy bằng dầu diesel và không có khả năng đe dọa cao trong khi đó thì Indonesia cho biết họ sẽ tăng cường thêm cái tiềm thủy tì đỉnh sau khi xảy ra một cái tai nạn ở ở trên bờ biển của Indonesia ở tại Bali vào tháng 4 năm 2021 và cái tai nạn này khiến cho các cái thủy thủ ở trên đây đã bị ngập thở và họ đã phải điều chỉnh lại các cái tiềm thủy tì đỉnh của họ và trong tháng 2 thì Indonesia đã ký một cái thỏa thuận với Pháp là sẽ có ít nhất hai cái tiềm thủy đỉnh chạy bằng dầu diesel. Ở à, trong đó thì à, hiện nay trên biển ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương thì có một cái loại mới nó gọi là anh uh, uh, nó gọi là uh, underwater uh, và và tron tức là những cái loại tron bay uh, đi dưới mặt biển và được điều khiển ở trên mặt đất và cái loại này thì chỉ có một mình Hoa Kỳ và Trung Quốc có mà thôi. Đây được xem là việc tăng cường khá mạnh của uh, các quốc gia tại Đông Nam Á trong đó họ đối diện với lại một cái cuộc đối đầu khá gay gắt giữa trung quốc và hoa kỳ về lĩnh vực quân sự trong khi đó thì hoa kỳ cho biết họ sẽ tăng cường việc hỗ trợ cho các quốc gia tại khu vực á châu thái bình dương tăng cường cái khả năng quân sự của họ. Trong đó thì Hoa Kỳ đã cung cấp cái công thức chế tạo tiềm tiểu đỉnh cho phía của Đài Loan cũng như là chuẩn bị để à, hỗ trợ cho Úc có từ 8 tới 12 cái tiềm tiểu đỉnh trong cái liên minh Orcus Anh, Úc và Hoa Kỳ đã công bố vào tháng 9 năm ngoái. À, việc này diễn ra giữa lúc mà tình hình Á Châu đang có chiều hướng được xem là căng thẳng và có nhiều cái à, À, dấu dấu hiệu cho thấy rằng là có thể có khả năng xung đột giữa các quốc gia ở khu vực cũng như là sự hiện diện của Hoa Kỳ là quân bình thế lực quân sự của Trung Quốc tại đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á châu Thái Bình Dương và cũng liên quan tới tình hình Á châu Thái Bình Dương, lần đầu tiên Nam Hàn đã công bố cái chiến lược về Indo-Pacific và trong đó đã có một phần nhắc về Trung Quốc. Bản tin mới nhất từ Nam Hàn cho biết thì quốc gia này đã tung ra cái bản chiến lược về an ninh hàng hải của họ trong cái chiến lược Indo-Pacific lần đầu tiên và trong đó nhắc tới Trung Quốc và trong dấu hiệu là Nam Hàn đang tìm cách quân bình các cái thế lực của ở khu vực bao gồm luôn cả mối quan hệ về mậu dịch của họ với Bắc Kinh và sự hợp tác quân sự với phía Hoa Kỳ. Tập tài liệu này 43 trang được công bố vào ngày hôm nay thứ tư với một cái tự đề là À, cái à, chiến lược tự do, à, hòa bình và thịnh vượng cho khu vực Indo-Pacific à, đã được đưa ra Và trong, trong đó cho thấy là Nam Hàn đang cố gắng quân bình mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc Trong đó thì à, phía Trung Quốc được xem là một đối tác quan trọng trong vấn đề kinh tế với Nam Hàn Nhưng ngược lại thì Nam Hàn đang rất cần sự hỗ trợ và liên minh chặt chẽ với Hoa Kỳ trong vấn đề quân sự Để kềm chế sự à, à, đe dọa và cái thái độ khiêu khích của Bắc Hàn trong khi đó thì ông tổng thống Yoon Seok yong đã lên đã nằm dưới cái áp lực của chính quyền Washington là phải tăng cường tất cả khả năng quân sự của họ nhằm để mà đối phó với lại sự đe dọa của Bắc Hàn cũng như là sự bành trướng của Trung Quốc. Ngoài ra thì phía chính quyền Joe Biden đang áp lực Nam Hàn là phải gia nhập vào cái tổ chức sản xuất chip điện tử của Hoa Kỳ để tránh cung cấp cái nguồn chip điện tử cho Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái áp lực từ phía Washington. Trong khi đó vào tháng trước thì tập cân bình đã gặp gỡ với ông Yun John và tìm cách để hợp tác về vấn đề kỹ thuật cao và kêu gọi là loại trừ Hoa Kỳ ra khỏi các mối quan hệ giữa Trung Quốc và của Nam Hàn. Hoa Kỳ đã lên tiếng và đã lên lên tiếng đã đón chào và hoan nghênh cái tập chiến lược quốc phòng này của phía Nam Hàn. Trong đó thì à, cố vấn à, an ninh quốc gia của Hoa Kỳ là ông Jeff Sullivan cho biết đây là một trong những cái sự mạnh mẽ chia sẻ cái khả năng và giá trị của chúng ta cho vấn đề hòa bình quốc tế, an ninh và cổ võ cho một cái uh, thái độ là phi nguyên tử. Trong khi đó thì uh, phía Trung Quốc đã lưu ý phía Nam Hàn là không nên thắt chặt mối quan hệ quá sâu với Hoa Kỳ trong vấn đề kỹ thuật và đã đề ra tất cả những cái quyền lợi để giúp cho Nam Hàn có được cái nguồn nguyên liệu nhằm có thể uh, tiếp tục duy trì cái việc sản xuất về semiconductor và kể cả các cái bình điện cho hệ thống xe điện những thế hệ kế tiếp của Nam Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á châu Thái Bình Dương ngày hôm nay và cũng liên quan tới Á châu Thái Bình Dương ngày hôm nay, thủ tướng của Nhật Bản cho biết cuộc bầu cử tới sẽ diễn ra trước khi mà ông tăng thuế cho vấn đề quốc phòng. Bản tin mới nhất từ phía Nhật Bản cho biết là thủ tướng của Nhật Bản ông Fumio Kishida nói rằng ông hy vọng là cái cuộc bầu tổng tuyển cử kế tiếp sẽ diễn ra trước khi mà có khả năng mà nghị viện của Nhật Bản sẽ duyệt xét việc tăng thuế để tăng cường khả năng quốc phòng của Nhật Bản. Trong cái lời phát biểu mới nhất thì ông nói rằng chúng tôi sẽ yêu cầu người dân là sẽ có thêm ngân sách cho năm 2024 đến năm 2027. Ông Kishida đã phát biểu qua một cái chương trình truyền hình có tên là BSTBS vào tối hôm thứ ba và chúng tôi sẽ quyết định bắt đầu từ ngày hôm nay và tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ phải già chờ sau cuộc bầu cử tức là bầu cử sẽ diễn ra trước khi mà ông quyết định tăng thuế để tăng cường khả năng quốc phòng của Nhật Bản ông nói với hãng Kyodo News và các giới truyền thông khác là ông vẫn không có dự định là sẽ có những cái à, à, dự à, nghị trình trong cái cuộc bầu cử vào năm tới Ông Kishida đã mất đã, đã ra lệnh là tăng 60% trong cái ngân sách chi phí về quốc phòng trong vòng 5 năm tới, giữa lúc mà nhiều người Nhật Bản cho rằng là việc Nga xâm lăng Ukraine, việc căng thẳng trên eo biển Đài Loan và việc thử nghiệm các cái chương trình vũ khí của Bắc Hàn đang đe dọa trầm trọng tới an ninh quốc phòng của nước Nhật và sự thay đổi lịch sử này có thể sẽ khiến cho Nhật phải tu chính bản hiến pháp thêm một lần nữa để có thể tăng ít nhất là một phần trăm trong tổng số GDP của nước Nhật là trong vòng những năm tới tức là lên tới 2%. Trong khi đó thì phía Nhật Bản được xem là một trước đây từng là một cái lực lượng quân sự mạnh nhất Á Châu. Tuy nhiên kể từ sau đệ nhị thế chiến, Nhật đã viết vào trong bản hiến pháp của họ là sẽ không can dự tất cả những hoạt động quân sự ở bên ngoài nước Nhật và đến năm 2010 thì ông Shinzo Abe lúc đó là thủ tướng của nước Nhật đã cho tu chính bản hiến pháp lần thứ nhất cho phép quân đội Nhật Bản có quyền can dự một số những hoạt động quân sự ở bên ngoài với tinh thần tự vệ. Tuy nhiên, để tăng cái ngân sách quốc phòng cho cái giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2027, ông Kishida cho biết là cần phải tu chính bản hiến pháp thêm một lần nữa và sẽ do người dân bỏ phiếu là có quyết định tăng thuế cho việc đóng thuế của người dân để ta bù đắp vào cái ngân sách quốc phòng của Nhật Bản trong giai đoạn tới hay không? Đây được xem là một trong những quyết định quan trọng của nước Nhật. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nhật Bản ngày hôm nay và cũng liên quan tới Nhật và Đài Loan ngày hôm nay, phái đoàn nghị viện của Nhật Bản đã có cuộc nói chuyện với bà Tổng thống Thái Anh Văn và nhấn mạnh cái tầm quan trọng về việc ổn định của cái tuyến đường Indo-Pacific người đứng đầu của cái phái đoàn nhà, nhà, lập pháp của Nhật Bản đến Đài Loan trong ngày thứ tư là ông Seiko Hiroshige đã lên tiếng và nhấn mạnh tầm quan trọng về ổn định khu vực trong lúc mà ông gặp gỡ với bà Tổng thống Thái Anh Văn. Ông Seiko đã lên tiếng nói rằng tương lai là phải một cái đường hàng hải mở rộng và tự do thông qua cái chiến lược Indo-Pacific và trong đó vốn là sáng kiến của cựu cố tổng thống cố thủ tướng của Nhật Bản là ông Shizu Abe và hiện nay ông nói rằng là phía các quốc gia cần phải can dự vào để bảo vệ cái quyền tự do hàng hải, ổn định và sự thịnh vượng trên tuyến đường Indo-Pacific bao gồm luôn cả Úc và Ấn Độ cũng sẽ tham gia vào việc duy trì hòa bình ở khu vực trong năm nay. Các nhà lập pháp đã kêu gọi Đài Loan là một đối tác quan trọng và là một người là một quốc gia láng giềng thân hữu của Nhật Bản và nói rằng hai quốc gia sẽ giúp đỡ để giải quyết tất cả những vấn đề khó khăn bao gồm đối đầu với sự đe dọa từ Trung Quốc. Phái đoàn của ông Seco đã ca ngợi cái quyết định của bà Thái Anh Văn là đã tăng cường thêm cái thời gian phục vụ cho quân đội dành cho giới trẻ của Đài Loan từ 4 tháng lên tới 1 năm trong năm 2024 và cam kết là sẽ tăng cường cái hợp tác quốc phòng với phía Đài Loan. Ông chỉ ra cho thấy cái bản tập bạch thư về quốc phòng của Nhật Bản gọi là National Security Strategy. Trong đó gần như là đã khẳng định là Nhật Bản xem cái tầm quan trọng và cái an ninh quốc phòng của Đài Loan là an ninh quốc phòng của nước Nhật và tập tài liệu này đánh giá đánh giá khoảng 10 năm tức là khoảng một thập niên tới nước Nhật cần phải tăng cường cái khả năng hỗ trợ về quốc phòng và phối hợp với những quốc gia có chung giá trị. Đây được xem là một trong những cái lời cam kết khá quan trọng của các nhà lập pháp của Nhật Bản đang viếng thăm đảo quốc Đài Loan và trong đó cam kết là sẽ thắt chặt các mối quan hệ về quốc phòng với Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự quan trọng trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay sau phiên họp lần thứ 6 và khóa 8 của cái đảng lao động cầm quyền tại Bắc Hàn. Kim Jong-un lên tiếng tuyên bố là sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc thử nghiệm vũ khí của họ bao gồm hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia trong năm 2023. Đây là một trong những thông báo mới nhất sau khi mà Bắc Hàn đã có phiên họp à, là lần thứ ta, lần thứ 6 và trong cái khóa 8 của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản của Bắc Hàn. Trong đó diễn ra giữa lúc mà đang có sự căng thẳng giữa Nam Hàn và Bắc Hàn trong việc mà đôi bên đã gửi tròn xâm phạm không phận của nhau. Việc này diễn ra lần đầu tiên trong 5 năm khi mà Bắc Hàn đã có 5 cái tròn xâm nhập vào cái vùng không phận của Nam Hàn ở khu vực được xem là DMZ tức là khu vực à, phi quân sự vi phạm vào cái à, không phận của Nam Hàn và Nam Hàn đã bắn rớt ít nhất là một chiếc drone và bốn chiếc còn lại thì có vẻ như là đã à, bay ngược về phía Bắc Hàn ngay sau đó thì Nam Hàn cũng đã gửi một số drone của họ xâm nhập ngược lại trong cái à, không phận của Bắc Hàn vào ngày hôm qua và điều này để phản ứng với lại cái hành động được xem là khiêu khích từ phía Bắc Hàn trong đó thì phía của Bắc Hàn cho biết là họ sẽ tiếp tục thử nghiệm các cái chương trình hỏa tiễn của họ trong năm 2023 tiếp theo các cái cuộc bắn thử hỏa tiễn của năm của Bắc Hàn trong năm nay tức là tổng cộng có 92 cái hỏa tiễn đạn đạo bao gồm luôn những hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia mà Bắc Hàn đã cho bắn thử trong thời gian vừa qua trong suốt một năm 2022 và riêng trong cái cái tháng vừa qua thì Bắc Hàn đã từng bắn tới 23 cái hỏa tiễn đạn đạo trong một ngày kể từ năm 1984 thì Bắc Hàn đã bắn tổng cộng là 270 cái hỏa tiễn đạn đạo và các cái cuộc thử nghiệm về nguyên tử và phía Hoa Kỳ cho biết là họ đang nghi ngờ Bắc Hàn đang chuẩn bị cho một cái việc gọi là à, thử nghiệm vũ khí nguyên tử của họ vốn đã được ngưng lại từ năm 2017 đây được xem là lời tuyên bố mới nhất của Kim Jong Un hứa hẹn là sẽ có nhiều cuộc bắn thử vũ khí hơn nữa để đối phó với các cuộc tập trận của Nam Hàn và của Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của ở châu ngày hôm nay. Và liên quan tới đảo quốc đài, đài Loan ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng của Đài Loan đã lên tiếng và kêu gọi à là nghị viện của Đài Loan thông qua việc mà à, đưa các phụ nữ vào lực lượng trừ bị quân đội. Bản tin mới nhất từ Đài Bắc cho biết là lực lượng quân sự bắt đầu từ năm tới sẽ cho huy động các giới phụ nữ tham gia vào lực lượng trừ bị của quốc gia này theo tường trình của Bộ trưởng Quốc phòng có tên là Chiu Kuchen đã đưa ra vào ngày thứ tư. Ông này đã phát biểu sau khi mà bà Tổng thống Thái Anh Văn loan báo là việc mà tăng cường cái thời đại gian phục vụ từ 4 tháng cho tới 1 năm diễn ra từ năm 2024 để đối phó với tình trạng Trung Quốc đang có sự đe dọa với lại phía của Đài Loan. Và ông Chiêu nói với các nhà lập pháp rằng để có đầy đủ quân số trong cái việc trừ bị thì ít nhất là phải có thêm một số những phụ nữ được huy động trong lực lượng trừ bị không phải chỉ có phái nam và ông bảo đảm rằng là việc này có thể giúp cho đài loan có thể có đầy đủ lực lượng quân số đối phó với các cuộc đổ bộ một cách khủng khiếp của trung quốc nếu như trong kịch bản mà trung quốc muốn tấn công đảo quốc đài loan đó là bản tin liên quan tới tình hình của đài loan và của trung quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới Đài Loan ngày hôm nay, Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Đài Loan, một văn phòng bán chính thức của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Đài Loan đã lên tiếng và hoan nghênh cái việc mà phía Đài Loan đã cho cải tổ luật quân sự và trong đó đẩy cái việc phục vụ từ 4 tháng cho tới 12 tháng, tức là một năm. Chúng tôi rất hoan nghênh việc Đài Loan loan báo về việc cải tổ trong cái hệ thống quân sự của họ và giúp cho Đài Loan có thể tự mình tự vệ được trước những sự đe dọa đó là lời phát biểu mới nhất của người đứng đầu cái văn phòng ait tức là văn phòng nghiên cứu hoa kỳ tại đài loan được xem là một trong những cái văn phòng bán chính thức tòa đại sứ hoa kỳ tại đài loan và cam kết rằng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho đài loan có thể có được cái khả năng quốc phòng và tự đối phó với tình trạng mà được xem là khá gây gắt từ phía trung quốc đang đe dọa tới đảo quốc đài loan đó là bản tin liên quan tới tình hình của đài loan ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ như thường lệ chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Hy vọng ngày hôm nay quý vị sẽ có những cái ý kiến thật hay để liên quan tới thời sự ngày hôm nay nha. Rồi thì bây giờ chúng ta lướt qua những cái lời chào hỏi của quý vị và những lời chúc tụng của quý vị. Kim cho un cứ thử nghiệm à hỏa tiễn, à, cộng đồng quốc tế chỉ biết nhìn bắt hàng thử nghiệm, không có biện pháp gì để kiềm chế bắt hàng. Ví dụ bắn hỏa tiễn bắt hàng bay ra ngoài không bắn hạ, No, Tại vì họ bắn ra hải phần quốc tế không liên can tới một cái quốc gia nào, không ai cản được họ hết. Vấn đề Hoa Kỳ và quốc tế chỉ tăng cường lệnh cấm vận đối với Bắc hàng. Tuy nhiên hiện nay lệnh cấm vận là dường như là đơn phương từ phía Hoa Kỳ, bởi vì nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Quốc đã không được thông qua do phía Nga và phía Trung Quốc cản trở, thì Hoa Kỳ chỉ có cách thứ nhất là đơn phương cấm bận cùng với các đồng minh của họ. Thứ hai, tăng cường khả năng tập trận với lại Nhật Bản và Nam Hàn để kềm chế. Đây là cách duy nhất mà Hoa Kỳ có thể làm. Bởi vì Hội đồng Bảo an Liên Quốc, hai thành viên thường trực là Trung Quốc và Nga đã phản đối các cái nghị quyết trừng phạt đối với Bắc Hàn. Nha. Yeah. Còn việc mà gọi là bắn trận hay là không để cho bắn ra là không đúng là bởi vì Mỗi một bờ biển đều có cái lãnh hải riêng của họ và họ có cái vùng đặc quyền kinh tế cũng như là cái phần hải phận quốc tế và phần hải phận quốc tế thì không thuộc về quốc gia nào thì làm sao bắn chặn đây? Họ có quyền di chuyển trên hải phận quốc tế, có quyền đặt các mục tiêu trên hải phận quốc tế để bắn thử, không ai cản được họ nha. Rồi tiếp tục, wow, à, Tình hình nga bắt đầu chia làm hai phe rồi một bên là chống Putin để nước nga không có bị cô lập một bên là theo Putin muốn nga bị cô lập phe nào thắng à, phe ủng hộ Putin muốn cô lập nước nga thật sự ngay từ lúc đầu ông Putin khởi đầu cuộc chiến ở tại Ukraine thì đã có nhiều thành phần ở trong cái hạ viện Duma cũng như là trong điện Kremlin không đồng ý tuy nhiên họ tế nhị và không lên tiếng. Họ chỉ đưa ra những cái điểm cần thiết để kềm chế cái cái khả năng quân sự của ông Putin ở tại Ukraine thôi. Chứ họ không có thẳng thắn gọi là phản đối. Những nhân vật phản đối đã bị cắt chức hết rồi quý vị. Đã bị cách chức và bị cắt bỏ quyền lực hết rồi. Đây là một trong những cái mà chúng ta thấy được. Cho phép một giây lên cái cửa sổ để không có bị ánh sáng vào nha. Ok sau đi quý vị là bởi vì sáng thì cái nắng nó chiếu từ ở bên phía cái cửa sổ vào mặt do đó thì không có à, quý vị không thấy được mặt nha rồi tiếp tục lướt qua những cái lời chà à, ok rồi có một số những kẻ mà vô đây mà nói về những cái chuyện mà không đâu giờ đâu thì quý vị sẽ bị block nha ok liệu kosovo với serbia có xảy ra xung đột không chú có thể đó tại vì à, kosovo ngày xưa là nằm trong cái à, liên bang năm tư và để nhắc lại chuyện này thì ngay từ lúc mà liên bang Nam Tư nhưng mà thật sự nói là liên bang Nam Tư Nhưng khống chế tất cả hệ thống chính phủ đều là người Serb tức là người Serbia Thì lúc đầu tiên là họ đã có những cái hành động bức hại đối với những người Hồi giáo ở tại Bosnia Dẫn tới những cuộc thảm sát ở tại Bosnia Cuộc chiến Bosnia đã bùng nổ năm 1992 Rồi sau đó tới năm 1994 tới phiên Croatia bùng nổ và đến năm 1999 thì giữa người Albania và người Serb đã có những cái cuộc xung đột gây gắt ở tại Kosovo. Thì quý vị, liên minh NATO đã dội bom 78 ngày vào trong cái thủ đô của Serbia là Pristina. Và cuối cùng thì ông Milosevic đầu hàng và từ đó thì coi như là Yugoslavia tức là Liên bang Nam Tư biến mất khỏi trên bản đồ thế giới Bù vào trong đó là những quốc gia độc lập có North Macedonia, có Montenegro, có Croatia, Bosnia vân vân Và Kosovo thì lại là một cái tỉnh, một cái vùng đất nằm ở trong cái thuộc thẩm quyền của chính quyền Serbia nhưng mà sau cái cuộc chiến năm 1999 thì Kosovo được à, nói là độc lập thì không đúng nhưng bây giờ họ là một cái vùng đất tự trị do người Albania quản trị nhưng mà người Albania bây giờ chiếm đa số ở Kosovo thì họ lại có hành động bất hại đối với những người Serb và họ vừa ra cái luật bắt buộc tất cả những chiếc xe từ ở Serbia mà à, đăng bộ ở trên cái à, hệ thống lưu hành xe đó thì người phía Armenia đó họ xóa bỏ hết tức là họ không muốn những chiếc xe từ Serbia qua chính điều này dẫn đến cái sự xung đột giữa người Serb và người Armenia thì nơi đây có thể bùng nổ cuộc chiến trở lại có thể nha rồi tiếp tục Nam Hàn là đồng minh của Hoa Kỳ lại nói không thân với Hoa Kỳ đúng là muốn chia cách đồng minh Hoa Kỳ và Nam Hàn nhưng Nam Hàn ngày càng thân Hoa Kỳ hơn dưới thời Tân Tổng thống Nam Hàn Thật sự dưới thời của ông Yoon seok thì uh, Nam Hàn có chuyển đổi một chút về cái chính sách uh, đối ngoại của họ, trong đó là có vẻ cứng rắn hơn với Bắc Hàn và đây là lần đầu tiên mà Nam Hàn đã đưa ra cái chiến lược Indo-Pacific, trong đó có nhắc nhở tới Trung Quốc. Tuy nhiên, họ vẫn giữ một ngôn ngữ rất chừng mực. Tức là về nói thẳng ra một câu về cái vấn đề quan hệ kinh tế, Nam Hàn lại có quan hệ kinh tế gần gũi với Trung Quốc hơn và Hoa Kỳ. Lý do là dưới thời của Moon Jae-in thì ông ta vì phản đối cái ngân sách quốc phòng mà Hoa Kỳ đội tới 5 tỷ mỹ kim đó, ông ta đã à, tiếp cận thân với Trung Quốc và ông ta mở đường cho phía của các công ty Nam Hàn có thể nhập cảng rất nhiều nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc, đặc biệt là những cái nguyên liệu về ngành kỹ thuật cao, trong đó có rare earth, có Ora, có lithium. Thì bây giờ quý vị, nền kinh tế Nam Hàn lệ thuộc nguồn nguyên liệu của Trung Quốc do đó cái tập bạch tư chiến lược về Indo Pacific này là đáp ứng cái áp lực của Washington. Nhưng mà Nam Hàn rất cẩn thận trong vấn đề ngôn ngữ để tránh mít lòng Trung Quốc. Trong lúc mà họ từ từ rút tất cả những cái nguồn đầu tư ra khỏi Trung Quốc, cái thế khó của Nam Hàn là trong mấy năm ông Moon Jae-in cầm quyền, ông ta đã trói buộc cái nền kinh tế của Nam Hàn vào nền kinh tế của Trung Quốc. Bây giờ Nam Hàn muốn gỡ ra rất là khó, phải mất thời gian và phải có sự bảo đảm từ phía Hoa Kỳ về cái nguồn nguyên liệu cung cấp, bởi vì bây giờ tất cả các công ty của Nam Hàn đều lệ thuộc cái nguồn nguyên liệu gốc từ Trung Quốc. Đây là thế khó của Nam Hàn, nha. Yeah. Rồi tiếp tục vào wow. Nhật mà tu chính bản hiến pháp thì Trung Quốc mệt nữa rồi, anh chưa biết được trong cuộc bầu cử năm tới. Bây giờ thì ông Kishida đang thúc đẩy cái chính sách đối ngoại cứng rắn, nhưng vẫn cần có sự chấp thuận của Quốc hội của Nhật Bản và quốc hội của Nhật Bản muốn mà hỗ trợ cho ông Kishida trong cái ngân sách quốc phòng được tăng trong 10 năm tới thì điều quan trọng nhất là phải tu chính bản hiến pháp. Thì có thể việc tu chính bản hiến pháp này diễn ra trong cuộc bầu cử năm tới. Hai vấn đề quan trọng, thứ nhất là tu chính hiến pháp và thứ hai người dân Nhật sẽ phải bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý là có đồng ý tăng thuế để đắp vào cái tiền của ngân sách quốc phòng hay không. Thì cái đó là do phía Nhật sẽ tổ chức trưng cầu dân ý. Thì tôi nghĩ rằng là với cái xu thế bây giờ, người Nhật ý thức được cái tư thế của họ. Bởi vì cả Á Châu đang cần cái sự gọi là trỗi dậy của nước Nhật để kềm chế Trung Quốc. Một lực lượng của Hoa Kỳ chưa đủ. Họ cần có sự thế liên minh nhiều hơn. Và trong đó Úc cũng đã đồng ý. Nhưng Úc thì nằm xa, ở dưới là Ấn Độ thì nằm bên Ấn Độ Dương. Do đó, cái đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ tại Á Châu là Nhật Bản cần phải có vai trò lớn hơn và tôi nghĩ rằng trong năm tới phía Nhật sẽ cho à, trưng cầu dân ý để có thể tu chính bản hiến pháp thêm một lần nữa để giúp cho Nhật có thêm cái vai trò lớn hơn tại Á Châu Thái Bình Dương đây là cái nhu cầu của cả khu vực chứ không phải chỉ riêng một chính quyền của ông Kishida mà đó là cái nhu cầu chung của cả Á Châu đối phó với sự bành trướng và sự tham lam và tham vọng của Bắc Kinh nha rồi tiếp tục wow lướt qua một số những cái không có liên quan tới bản tin ngày hôm nay nha <laughs> ok à mỹ ok rồi, rồi tôi đã nói là các quý vị thứ nhất là không một quốc gia nào cam kết đã ký tất cả các quốc gia đều ký trong sự cam kết là không có first strike trong vấn đề nuclear tức là không có tấn công trước trong vấn đề nguyên tử đó là các quốc gia cam kết trong đó có hoa kỳ nhưng nếu Bắc Hàn thử nghiệm nguyên tử thì có thể Hoa Kỳ xem đây là hành động tấn công trước, mặc dù nó chỉ là cuộc thử nghiệm thì có thể Hoa Kỳ sẽ sử dụng tới những cái vũ khí kể cả vũ khí nguyên tử để dập tắt cái tham vọng của Bắc Hàn. Còn trên nguyên tắc bây giờ tất cả các quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử đều ký vào cam kết là, là no first strike tức là không sử dụng trước. Ok. Rồi tiếp tục à <laughs> Không giống như tại Ukraine, Mỹ là liên minh không ngại tham chiến để trấn áp Serbia. Chưa biết, nhưng mà rõ ràng khu vực vùng biển Baltic bây giờ nằm dưới tầm ảnh hưởng của Đức. Và Đức là đồng minh thân cận của Joe Biden. Và có thể là ở Ukraine họ không đưa quân vào, nhưng mà Kosovo họ đưa quân vào tại vì Kosovo hiện nay đang có lực lượng gìn giữ hòa bình tại đây. Họ có mặt ở đây 20 năm rồi quý vị. Kể từ khi chấm dứt cuộc chiến ở tại Kosovo năm 1999. Thì lực lượng gìn giữ hòa bình đã có mặt ở đây. Có điều là nếu như mà họ đưa quân vào và kềm chế Serbia. Thì điều này có nghĩa là họ bất công với Ukraine. Họ bất công với Ukraine. Do đó thì chúng ta chờ xem coi cái uh, diễn biến ở tại khu vực vùng biển Ban... Uh, vùng biển ban căng thì đúng hơn ban thì đúng hơn vùng biển ban như thế nào quý vị nên nhớ khu vực này khu vực này là có một cái dòng sông toàn bộ khu vực du ở ban đó có dòng sông nó liên quan tới cả hai cuộc chiến trên thế giới đệ nhất và đệ nhị thế chiến tức là dòng sông Danube nước nó nằm ở khu vực này thì có thể nơi đây sẽ bùng nổ một cuộc chiến mới nữa chưa biết được nha rồi tiếp tục, ok Dưới thời 45, à, Bắc Nga cộng Bắc Hàn, Trung Quốc à, không dám quậy quọ gì hết Thời ông 46, Nga, à, China, à, Bắc Hàn, Iran hình như không tin tưởng chính sách của đại dân chủ hay à, tỏa hiệp à, không phải cứng rắn Thật sự quý vị không phải như vậy Mà các đời tổng thống dân chủ thì những quốc gia độc tài toàn trị đều lợi dụng để lấn lướt về mặt chính trị Có thể là cuộc xâm chiếm về lãnh thổ có thể là nhiều hầu hơn trong chính sách ngoại giao, có thể tăng cường khả năng quân sự, thì nó thường xảy ra ở dưới các đời tổng thống dân chủ, bởi vì hầu hết những ông tổng thống dân chủ, Đại dân chủ đó đều là dùng cái thái độ gọi là <laughs> mềm dẻo trong chính sách đối ngoại, sự mềm dẻo này nó khiến cho nhiều quốc gia đó lợi dụng để có thể tăng cường cái khả năng của họ về chính trị quốc tế, đặc biệt là về lĩnh vực chính trị thì tới thời Joe biden thì cái mức gọi là mềm dẻo này nó đi xuống tới mức nhu nhược luôn cho nên nhiều quốc gia đã lên gần ok thời của obama thì quý vị họ không có lên gần quá mức quá mức thời của bill clinton họ không lên gần quá mức nhưng thời của joe biden thì họ sẵn sàng lên gần bởi vì joe biden nó mềm dẻo tới mức nhu nhược luôn quý vị nha rồi tiếp tục ok à Bảo vệ quốc gia trên hết Nhật Bản cần thiết no. Nhật Bản đã tu chính bản hiến pháp Cho phép họ có quyền Bảo vệ lãnh thổ quốc gia Nhưng bây giờ Cái nhu cầu của Á Châu Đòi hỏi Nhật Phải có vai trò lớn hơn Do đó Việc tu chính hiến pháp này Nó là điều cần thiết Và Ở Nhật thì nó có cái việc hơi khác biệt Là Có những cái chuyện Nó phải được trưng cầu dân ý Thay vì là quốc hội của Nhật Bản bỏ phiếu thì họ có thể đưa ra trưng cầu dân ý thì một trong những vấn đề này thì nó gồm có một số vấn đề ví dụ như là các cái lò nguyên tử dân sự hay là cái vấn đề tăng ngân sách quốc phòng mà tăng tiền thuế của dân đó hay là tu chính bản hiến pháp thì họ cần có một cái cuộc trưng cầu dân ý khi trưng cầu dân ý đồng ý thì lúc đó tới phiên quốc hội lập thủ tục <laughs> bỏ phiếu rồi mới tới phiên hành pháp thực hành đó là cái uh, quy tắc làm việc của cái uh, thể chế tại Nhật Bản nha yeah. rồi tiếp tục ok lướt qua những cái uh... Biden lên hai năm qua loạn cả thế giới bởi vì chính sách nhu nhược đáng lý ra quý vị nếu đầu nếu mà tháng 12 năm ngoái mà NATO nhận Ukraine vào làm thành viên Nga đã không mở cuộc chiến và tình hình thế giới đã không khủng hoảng cho ngày hôm nay vì năng lượng thì quý vị đáng tiếc là cái tổ chức liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, cái tên của nó là Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, tức là khối NATO đó. Thì quý vị, nó đã trở thành một cái tổ chức chính trị. Nó bị chính trị hóa quá nhiều. Chính vì vậy, nó trở nên suy yếu, mặc dù lực lượng quân sự của các quốc gia rất là mạnh. 30 quốc gia mà, rất là mạnh, nhưng mà cái chính trị làm cho họ suy yếu, không đủ khả năng dứt khoát và cương quyết để chặn đứng tham vọng của Nga. Và nếu như cuộc chiến vẫn kéo dài năm 2023, tôi nghĩ rằng nhiều xã hội của Âu châu sẽ bất ổn. Trong đó, Pháp, Đức rồi Tây Ban Nha sẽ rơi vào tình trạng bất ổn. Riêng Ý thì không có, bởi vì Ý đã có một cái chính phủ bảo thủ và họ cứng rắn trong vấn đề xã hội lắm. Những người bảo thủ nắm quyền đó, họ cứng rắn trong vấn đề xã hội, họ dập tắt cả những cái trò gọi là quậy phá của những lực lượng gọi là biểu tình nhưng mà lợi dụng biểu tình để quậy phá là họ thẳng tay lắm. Do đó ý thì tôi thấy rằng là bớt hơn nhưng pháp đức hay là Tây Ban Nha đó thì sẽ rơi vào bớt ổn. Nếu như cái cuộc chiến của Ukraine tiếp tục diễn ra cho hết năm 2023 nha. Yeah. Rồi tiếp tục ok Em thấy nước nào quay NATO kéo vũ khí tới sơ sát biên giới và thông báo cho người đứng đầu nước đó thì từ chức thì tổng tấn công như người dân. Cái gì đây? Biểu tình chứ không người dân sẽ cánh chịu. Là sao không hiểu luôn? Em viết một dọc gì anh cũng không biết nó là cái ý nghĩa gì luôn. Thật sự quý vị, NATO đáng lý trên nguyên tắc họ phải kềm chế Nga. Tại vì họ lập ra cái liên minh này là để kềm chế Nga nhưng bây giờ họ không có khả năng kiềm chế do những vấn đề chính trị tôi đã từng nói với quý vị do đó bây giờ gần như họ bất lực họ chỉ chạy vòng vòng trong khi cái khả năng quân sự của họ dư sức kiềm chế được nga họ không dùng lý do tại sao vậy quý vị là bởi vì họ sợ rằng chiến tranh bùng nổ tại âu châu lan rộng ở âu châu thì những quốc gia này bị thiệt hại hết nhất là đức đức không muốn chiến tranh bùng nổ tại âu châu Tại Đức đang là một cái thế lực kinh tế mạnh nhất Âu Châu. Bây giờ chiến tranh bùng nổ có nghĩa là đánh xẹp cái nền kinh tế của Đức. Do đó Đức không muốn, rồi Pháp cũng không muốn. Mà hai nước này thì coi như là họ chi phối hết 27 quốc gia trong Liên Hiệp Bảo Châu rồi. Quý vị thấy vừa rồi không? Họ chỉ nhân danh cái điều vớ vẩn để họ trận 22 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ cho Hungary. Chỉ vì Hungary có ông Tổng thống bảo thủ. Trong khi đó, Họ đồng ý góp cho Ukraine 19 tỷ Mỹ Kim tiền tài trợ về à, vũ khí. Trong khi đó, quốc gia thành viên của Liên Hiệp Âu Châu là Hungary thì bị trận 22 tỷ. Thì quý vị thấy rõ ràng là gì? Đức, Pháp thao túng rất nhiều Liên Hiệp Âu Châu. Và chính điều này tôi nghĩ rằng nếu mà Putin duy trì được cuộc chiến của ông ta thì là Âu Châu sẽ loạn. Trừ khi là Âu Châu thay đổi quan điểm và liên minh NATO thay đổi quan điểm tỏ ra cứng rắn sẵn sàng dập tắt tất cả những ý định của Putin thì lúc đó mới trấn áp được cái tham vọng của Putin nha yeah. rồi tiếp tục ok à. Trung Quốc hiện tại có đe dọa quân sự hay chính trị đến Nhật Bản không? Yes, cả hai luôn. Thứ nhất là về mặt quân sự, Trung Quốc đang đe dọa tới đảo quốc Đài Loan. Mà đảo quốc Đài Loan lại là cái cửa ngõ trong cái an ninh quốc phòng của nước Nhật do đó coi như gián tiếp đe dọa tới nước nhật và về mặt chính trị thì trung quốc đang tìm cách bôi nhọ cái à, quy thế của nhật bản ở tại á châu họ nhắc đi nhắc lại cái chuyện quá khứ nhật bản đứng chung với đức quốc xã và ý trong quá khứ và họ tuyên truyền rất là nhiều tức là họ đang sợ cái tư thế chính trị của nhật bản qua mặt họ và nắm à, đứng đầu ở á châu chính vì vậy mà họ tăng cường cái à, mạng lưới tuyên truyền và bôi nhọ nhật rất là nhiều Quý vị thấy thời gian gần đây những cái phim Trung Quốc chống Nhật á trong đại nhị thế chiến á được tung ra rất nhiều những quốc gia tại Á châu để tạo một cái hình ảnh xấu về người Nhật. Nhất là Việt Nam là cái nơi chiếu nhiều nhất. Đài truyền hình Việt Nam là cái nơi chiếu nhiều nhất những cái phim chống Nhật của Trung Quốc. Rất rõ ràng nha. Yeah. Rồi cảm ơn Hải Hồ Ba đóng góp là 5 49.000 đồng tiền Việt Nam. Cảm ơn rất là nhiều rồi tiếp tục à trung quốc đài loan sao thì ngày hôm qua ngày hôm kia trung quốc vẫn tập trận đài loan thì à, đã có những cái chính sách mới tôi đã nói rồi thứ nhất ngày hôm qua thì bà tổng thống thái anh văn đã ký xác định là sẽ nâng nâng cái à, việc phục vụ trong quân đội từ 4 tháng tới 1 năm và ngày hôm nay quý vị thấy là hoa kỳ đã hoan nghênh chuyện này thứ hai ngày hôm nay ông bộ trưởng quốc phòng của đài loan đã kêu gọi là tăng cường cái vai trò của phụ nữ trong lực lượng trừ bị tức là reserve lực lượng trừ bị để đối phó với tình trạng mà Trung Quốc có thể tấn công bất ngờ với đảo quốc Đài Loan. Ngược lại Trung Quốc thì ngày hôm qua hôm kia có vị thấy rồi đó, họ đang tập trận với Nga ở Triết Giang, họ mở luôn cuộc tập trận trong ngày Christmas ở ngay trên eo biển Đài Loan. 71 chiếc máy bay quân sự và 7 chiếc tàu chiến đã tập trận tại đây. Thì Hoa Kỳ ngày hôm qua đã lên án chuyện này. Thì bây giờ đang chờ xem coi cái tình hình của đảo quốc Đài Loan trong năm 2023 như thế nào nha. Putin kéo Kosovo ngã về phía mình sau khi đi xứ Tàu thất bại. No. Bên phía của vùng Balkan thì Serbia, ông ông tổng thống đây là ông tổng thống bảo thủ thì đang bị gán nhãn là thân Nga. Đang bị gán nhãn là thân Nga còn Kosovo lại là thân khối Tây phương. Những người Albany tại đây là những người thân Tây phương. Do đó thì quý vị đánh giá sai rồi. Serbia ông thủ tướng của quốc gia này, ông tổng thống của quốc gia này chứ là cái nhân vật bảo thủ, ông là nhân vật bảo thủ và ông đang bị giới cánh tả của Âu Châu gán nhãn cho ông là thân nga, cũng giống như là ông Thủ tướng của Hungary là ông Oban thì họ cũng gán nhãn cho ông là thân nga luôn. Thì đám cánh tả Âu Châu nó không thích cái lực lượng và gọi là cánh hữu, nó sẵn sàng biến cánh hữu trở thành kẻ thù nha cái đó là cái cách của nhóm cánh tả tại à, à, Âu Châu hung vì Hungary không chấp nhận hỗ trợ cho Ukraine không phải không chấp nhận họ đòi hỏi sự công bằng họ là thành viên của EU nhưng họ lại không được hỗ trợ ngược lại Ukraine được hỗ trợ rất nhiều mà Ukraine không phải là thành viên của EU cũng không phải là thành viên của NATO nữa nhưng bây giờ tổng số tiền mà các quốc gia hỗ trợ cho Ukraine nó mắc gấp mấy lần với Hungary luôn. Thì do đó Hungary họ có cái quan điểm của họ nha. Rồi tiếp tục, à, Việt Nam chí phiên nhật trung tuyên truyền à rồi nhà, nhận lại phản ảnh ngược của người dân ta chứ, chửi tàu cộng không? Tôi chưa biết nhưng mà thật sự quý vị họ tuyên truyền nhưng mà họ tuyên truyền một phần thôi họ chủ yếu là bôi nhọ cái uh, hình ảnh người nhật chứ thật sự quý vị cộng sản không có đủ tư cách để mà chống nhật họ chưa bao giờ đánh bại người nhật cả đánh bại người nhật ra khỏi lãnh thổ trung quốc là trung hoa quốc dân đảng chứ không phải là trung uh, cộng sản cộng sản vốn không có cửa quý vị nhìn thế vậy cộng sản vốn không có cửa đánh bại người nhật nhưng bây giờ họ lợi dụng cái tinh thần chống Nhật ngày xưa của dân Trung Quốc để bôi nhọ hình ảnh của người Nhật ở trong mắt của người Á châu. Từ Thái Lan qua tới Việt Nam, Lào, Campuchia rồi một phần ở Philippines nó đều chiếu những cái phim chống Nhật hết. Để nó bôi nhọ hình ảnh lính Nhật đó nha. Rồi tiếp tục à cái okay. à, vì sao ok. Rồi cánh tả là cấp tiến, cánh hữu là bảo thủ. Yes trên nguyên tắc nó là như vậy tức là bên cái phe cấp tiến thì họ cái phe ba, cánh tả thì họ tự nhận họ là những kẻ cấp tiến còn bên phía những người bảo thủ thì họ được xem là cánh hữu bởi vì họ bảo vệ những giá trị cũ còn phe cấp tiến thì nó muốn đả phá tất cả những cái giá trị cũ để nó xây dựng một cái văn hóa mới mà cái văn hóa đó tôi gọi là một cái văn hóa băng hoại nhưng mà trong mắt họ là quyền con người. Quý vị, quyền con người băng hoại. Tại vì sao? Nó giúp cho những đứa trẻ không còn biết nghe lời cha mẹ nữa. Nó nói rằng đó là quyền con người, quyền của mấy đứa nhỏ, có quyền tố cáo cha mẹ của mình, có quyền có những cái hành động không nghe lời cha mẹ của mình. Thì đó là lực lượng cấp tiến nha rồi tiếp tục à, kim jong un có thử à, hỏa tiễn và giống như cha của kim nhật thành để hù thế giới với mục đích nào ngày xưa thì họ dùng cái đó để mà uy hiếp cộng đồng quốc tế đòi theo những cái tiền viện trợ còn bây giờ thì tình hình khác đi bây giờ tình hình được xem là khác đi có thể rằng là kim jong un muốn có một vai trò dành cho bắc hàn chứ không phải vấn đề gọi là về vấn đề lương thực hay là về vấn đề tài trợ trong lúc mà bắc hàn đang bị cấm vận. Tôi nghĩ rằng lần này Kim Jong-un đang có một chiến lược khác dành chủ động hơn so với thân phụ của ông ta. Thân phụ của ông ta ở thế bị động. Do đó chỉ có tập trận hay là bắn hỏa tiễn thử quả, thử nguyên tử là để đe dọa khối Tây Phương và các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ để vòi thêm tiền viện trợ hay là hỗ trợ nhân đạo thôi. Nhưng Kim Jong-un tôi nghĩ rằng ông này có một cái nhìn khác. Ông ta muốn bắt hàng có một vai trò lớn hơn tại Á Châu. Do đó ông ta liên tục bắn thử trong năm 2020 Và tuyên bố sẽ tăng cường việc thử nghiệm này trong năm 2023 Thì bây giờ chúng ta chưa biết được để chờ xem coi phía của Kim Jong-un có làm được hay không Bởi vì họ càng làm thì cái tình hình ở khu vực nó càng căng thẳng hơn Và khi căng thẳng hơn đó quý vị thì nó sẽ ảnh hưởng tới chiến lược của Trung Quốc đó Chứ không phải chơi đâu nha Ok, vậy có khi nào bỏ hiệp ước ngừng bắn với Bắc Hàn không anh? Thứ nhất là Bắc Hàn đã từng vi phạm cái hiệp ước vốn đã ký kết từ năm 1953 và một cái hòa ước tương đối được gọi là hòa ước hòa bình năm 2018. Thì đôi bên đã có ký kết, nhưng bây giờ gần như hai bên đều vi phạm lời ký kết. Do đó thì tôi cũng không biết được rằng là liệu đôi bên có giữ được cái hiệp ước ngừng bắn này hay không. Hai bên đã có cuộc chiến kéo dài 3 năm Nhưng mà cuối cùng kết thúc bằng một cái hiệp ước ngưng bắn Ceasefire thôi Chứ không phải là một cái peace agreement Tức là một cái thỏa ước hòa bình Năm 2018 với nỗ lực của ông Trump Thì Bắc Hàn và Nam Hàn đã đi tới một cái thỏa ước hòa bình Tức là đôi bên sẽ tự chế trong vấn đề quân sự Nhưng bây giờ tất cả hai phía đều vi phạm hết Do đó tôi cũng không biết được là có xóa bỏ cái lệnh ngưng bắn đó hay không nha yeah. rồi tiếp tục à... phim truyện tuyên truyền gì xem cho biết chứ không nghe là mỗi người có suy nghĩ chọn lựa à, sẵn sàng lọc đúng sai chưa biết được bây giờ nó cứ vẽ lên cái hình ảnh một ông nhật tàn ác chuyên môn đi hãm hiếp con gái rồi chuyên môn bắn người vô tội vạ rồi chuyên môn dùng cái thế lực quân sự để mà ăn hiếp dân lành nó cứ vẽ cái hình ảnh này riết rồi trong đầu của quý vị sẽ nằm trong hình ảnh ấn tượng xấu đối với người Nhật nhưng mà thật sự quý vị cái hình ảnh này là cộng sản tuyên truyền rất là nhiều họ vẽ vẽ lên cái hình ảnh rất là xấu xa về những cái thái độ của người Nhật thì quý vị thấy rồi đó thì đây là một trong những cái mà Trung Quốc đang tìm cách tuyên truyền tức là bôi nhọ họ dùng những cái hình ảnh rất xấu xa từ những ông Nhật mà à, gọi là ngang tàn rồi à, côn đồ rồi bất chấp lý lẽ vân 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 thì quý vị thấy rồi đó rất là nhiều nha ngân sách quốc phòng của nhật à, bản hiện nay đứng thứ ba trên thế giới phải không? trên nguyên tắc là đúng cái tăng ngân sách quốc phòng lên tới 60% thì đúng là đứng hàng thứ ba trên thế giới nhưng mà nhật đứng hàng thứ ba nhưng khả năng của nhật thì khác so với trung quốc Bây giờ ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm ngoái họ báo cáo là 171 tỷ. Nhưng trên thực tế các chuyên gia đánh giá họ chi ra tới 250 tỷ. Tức là bằng 1 phần 3 ngân sách của Hoa Kỳ. Ngân sách của Hoa Kỳ năm 2023 858 tỷ Mỹ Kim. Thì quý vị, trong đó thì quý vị thấy rất là rõ ràng. Ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ đứng đầu thế giới. Nhưng mà Trung Quốc thì che giấu, che giấu rất là nhiều. Còn Nhật thì bây giờ đó là họ đòi hỏi là muốn tăng ngân sách quốc phòng thì nó sẽ cắt giảm một số những cái chi phí khác của chính phủ. Thì các ban ngành họ không muốn cắt giảm. Vậy thì lấy tiền đâu ra? Cuối cùng là ông Kishida, ông nói rằng phải cho cuộc dân bỏ phiếu. Họ đồng ý tăng thuế để lấy tiền đó đập vào ngân sách quốc phòng hay không? Bởi vì cái ngân sách của chính phủ Nhật nó bao nhiêu là bảy nhiêu. Bây giờ nếu mà tăng hết quốc phòng thì giảm giáo dục giảm uh, giao thông vận tải, giảm uh, vấn đề và y tế vân vân. Thì các cái đó nó cũng không đủ nữa. Do đó họ muốn bỏ phiếu là như vậy, nha. Rồi tiếp tục. Tại sao bắt hàng bán vũ khí cho Nga không có tiền nhiều đâu mua cũng được tài nguyên để mà sản xuất vũ khí tiếp về anh Thứ nhất, bất hàng chưa hề cung cấp và bán vũ khí cho Nga. Còn việc họ nhập nguyên liệu ở đâu vẫn là câu hỏi nguyên liệu kim loại nguyên liệu về à, à, các cái à, à, các cái à, nguyên à, nguyên liệu mà chế tạo các cái vũ khí đó thì họ kiếm từ đâu ra thì chúng ta không biết có thể là từ nga họ nhập cảng từ nga tại vì nga là một trong những quốc gia xuất cảng kim loại và thuộc dạng gọi là top của thế giới mà thì có thể kim loại họ nhập cảng từ nga còn cái làm giàu chất phóng xạ là họ tự mình làm tại vì chế tạo nguyên tử là do cái chất phóng xạ tức là uranium mà các bác hàng thì đã có cái kỹ thuật làm giàu chất uranium từ gần như là ba bốn năm trước rồi họ được nga tài trợ nha do đó họ có khả năng này rồi cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình hiu tinh nhật ký xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi cảm ơn sự đóng góp ý kiến của khán giả và chúng ta gặp lại sau bye bye